Quý vị và các bạn thân mến, bắt nguồn từ suy nghĩ không để phụ phẩm từ nông nghiệp bị dứt bỏ quan phí, nên anh Võ Trung Tính đang theo học thạc sĩ chuyên ngành công nghệ thực phẩm tại trường Đại học Cần Thơ đã quyết tâm theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học trên nông sản. Và cũng chính đam mê này đã giúp anh tạo ra những sản phẩm hữu ích trong tiêu dùng. Bình minh năng động hôm nay, xin mời quý khán giả sẽ cùng gặp gỡ chàng trai này. Đây là anh Võ Trung Tính, hiện đang học thạc sĩ tại Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm trường Đại học Cần Thơ. Vốn là người có niềm đam mê nghiên cứu khoa học trên nông sản. Từ khi mới bước chân vào ngưỡng cửa đại học, đến nay sau 6 năm tìm tòi học hỏi, anh Võ Trung Tính đã nghiên cứu thành công sản phẩm được làm từ phụ phẩm là thân và râu từ trái bắp tím nữ hoàng. Ở địa phương mình thì cái nguồn nông sản nó dồi dào, nhưng mà khi mà nếu như mình chỉ bán nông sản không thì cái lợi nhuận nó không có cao bằng mình sản xuất ra các sản phẩm từ nông sản. Một phần là nó vừa nâng cao giá trị kinh tế mà nó còn đa dạng hóa các mặt hàng của nông sản. Và từ đó thì em đã suy nghĩ ra nghiên cứu cái quy trình chế biến trà thân và rau bắp tím nữ hoàng để tận dụng cái nguồn nguyên liệu phế phẩm từ địa phương để nâng cao nguồn kinh tế cho người dân. Sau khi em trải nghiệm thì em cảm nhận sản phẩm của bạn là ngon, thứ nhất là ngon, dễ uống và cái vị ngọt không quá ngọt thì mình có thể hỗ trợ thanh lọc cơ thể, mát gan và hỗ trợ cho những bệnh nhân bị tiểu đường, táo bón, phục hồi sức khỏe. Ngoài sản phẩm trà thân và rau bắp tím nữ hoàng, anh Võ Trung Tính còn nghiên cứu thành công sản phẩm bột dưa lưới bằng kỹ thuật sấy lưới bọt. Sản phẩm này cũng đạt được giải khuyến khích ở cuộc thi Eureka do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đại học Quốc gia tổ chức vào tháng 11 năm 2022. Với đam mê và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, em tính là một trong những cái ví dụ rất là điển hình để sinh viên, học viên có thể thực hiện những cái ý tưởng nghiên cứu khoa học trên ghế nhà trường. Thì bộ môn cũng như là trường Đại học Cần Thơ luôn luôn sẵn lòng để tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho học viên cũng như là sinh viên thực hiện những đề tài nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng. Cái niềm vui lớn nhất của em đến nghiên cứu khoa học đó là khi mà mình làm ra hoàn thiện một cái sản phẩm và được nhiều người thử đánh giá cảm quan và cho một cái lời khen là cái sản phẩm của mình tốt, dễ uống, dễ sử dụng. Em cũng hy vọng thì trong tương lai thì cái sản phẩm bột dưa lưới của mình sẽ được tiếp cận đối với nhiều người ở một cái thị trường lớn. Với những sản phẩm như trà thân và rau bắp cùng bột dưa lưới mà anh Trung Tính đã và đang hoàn thiện để đưa ra thị trường, hy vọng không chỉ đem đến những sản phẩm chất lượng hỗ trợ sức khỏe cho người dùng mà còn góp phần làm tăng giá trị của nông sản để phụ phẩm không bị dứt bỏ một cách lãng phí. Bên cạnh đó còn lan tỏa tinh thần đam mê nghiên cứu khoa học trên nông sản đến với mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ.